Bước ngay vào công chính vườn hoa là linh vật rồng nằm ngay vị trí trung tâm. Linh vật này được mô phỏng từ một nhân vật rồng trong phim hoạt hình với cách tạo hình đương đại mang tinh thần tươi mới, trẻ trung, truyền tải thông điệp góc nhìn mới cho du khách về du lịch Sơn Trà. Bên cạnh đó, nhiều loài hoa khác nhau với những màu sắc sặc sỡ được sắp xếp hài hòa đã thu hút nhiều sự quan tâm của người dân khi đến check-in tại vườn hoa xuân. Năm nay rất là nhiều loại hoa này, rất nhiều trang trí linh vật con rồng cũng rất là đẹp. Anh thấy đẹp hơn cả rất nhiều nơi nên là không phải đi đâu xa chụp ở đây luôn. Vườn hoa xuân được trang trí trên ý tưởng mô tả những nét đẹp thiên nhiên của quận Sơn Trà và các hoạt động ngư nghiệp góp phần quảng bá du lịch và tuyên truyền đến người dân và du khách chung tay giữ gìn, phát huy những nét đẹp của thiên nhiên. Không gian vườn hoa với tiểu cảnh đa dạng, ngập tràn sắc xuân để khách thoải mái chụp hình, có được những tấm ảnh rực rỡ bên bạn bè, gia đình. Đây là năm đầu tiên quận Sơn Trà làm vườn hoa rất là ấn tượng và đẹp như vậy. Cho nên là gia đình cũng sống xính áo dài, đồ xinh xắn để lưu lại một cái niềm năm mới thật là sung túc và hạnh phúc cùng gia đình ạ. Hiện nay, vườn hoa xuân được Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà bàn giao cho Ủy ban Nhân dân phường Phước Mỹ quản lý, chăm sóc, bảo vệ và phục vụ người dân du khách dịp trước, trong và sau Tết. Phường cũng đã xây dựng một kế hoạch bố trí lực lượng để quản lý. Chúng tôi bố trí hai lều trại để tổ chức giữ xe và trực, và bố trí một tổ để tưới cây, chăm sóc cây, đảm bảo cho cái cây không bị khô héo. Rồi ban đêm thì chúng tôi cũng bố trí lực lượng 8394 phối hợp tuần tra, thường xuyên tuần tra để đảm bảo an ninh trật tự khu vực này. Vườn hoa xuân Sơn Trà đã góp phần tạo điểm nhấn cho điểm đến Đà Nẵng trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, cùng thành phố đón chào một mùa xuân mới với nhiều niềm vui và hy vọng.